Nó luôn có chút ác à. Một bạn thì sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, giọng hát rất là ngọt ngào. Người bạn còn lại thì theo chú Linh nói là lười uống sữa, cho nên là hơi thiếu ký một chút. Nhưng mà bù lại bạn ấy có một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào, và bạn ấy có thể khuấy động không khí mỗi khi mà bạn ấy xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi Nghi Đình và Minh Chiến.
Trời ơi, nhỏ xíu mà sao nhiều tâm sự quá vậy nè. Rồi, diễn sâu. Diễn sâu chứ, nó sâu mà sâu lắm luôn. Ủa, cái này là hai bạn hay là hai chị em? Trong bài hát này là hai cái chị này em. Là anh, còn cái này là em. Ủa gì cơ vậy? Anh em. Hai anh em là tại vì là trong đây là hai anh em hay là tại vì Chiến lớn tuổi hơn con? Dạ tại vì con lớn. Rồi trong bài hát này là chị em hay anh em? Dạ, chị em. Thế chưa mà cô nói chị em một kiểu nữa. Đó, nhưng mà bài ngoài hát đời là chị em, ngoài đời là anh em. Đó. Bây giờ phân biệt tuổi rồi. Trời. Xúc động lắm cơ. Em rất là thương chị. Trông thấy rất là sâu, diễn rất là sâu. Sâu lắm luôn. Xót xa. Thì chú mấy luôn. Là chú thấy nhá, cái tính của chú không có theo số đông đâu. Ví dụ như có một ca sĩ nào đấy hát mà nhiều người thích quá là chú không thích nữa. Chú tính chú kỳ lắm. Đấy. Cái đó không phải kỳ đâu, ta gọi là ngược. Bạn bị ngược, chứ bị ngược tại là chú thấy nhiều người thích quá rồi thôi mình đi tìm người khác mình thích đi. Thích người đó làm chi? Thì trong chương trình này chú thấy là Nghi Đình được nhiều người thích ghê lắm. Thích ơi là thích. Nhưng mà tự nhiên chú cũng thích. Trời ơi, con vừa ngâm cái câu đầu là chú muốn xỉu rồi. Trời ơi, chú nghe không nổi nữa rồi. Trời ơi, nó ngọt mà nó hay quá đi. Chú không có khen, chú ít khi khen đến mức độ như thế. Nhưng mà chú ngồi chú xoay nhá. Từ những cái móc đơn của các cái nốt mà để ngâm nhá. Các cái luyến lấy của cháu lên. Trời ơi, nó hay dễ sợ luôn đó. Nó hay mà nó già dặn. Trời ơi, theo chú này nè. Một ca sĩ khi mà đứng trên sân khấu á, mà nếu mà hát một hai câu đầu mà hay quá thế là người nghe người ta bị rụng rời tay chân, thế là người ta đằng sau hát có dở tí người ta cũng cho là hay luôn. Cháu chính xác là đã chiếm được cảm tình của chú ngay từ cái câu hò đầu tiên. Sao mà nó hay thế nhỉ? Ôi hay quá, chú nổi hết cả da gà, chú bắt chước cô ốc, chú nổi hết sợi hết da gà. Và sau đó, sau khi mà qua cái cơn cảm giác xúc ban đầu mà nổi da gà thì chú bình tĩnh, chú xoay lại, chắc phải có cái gì nó sai sai đấy đúng không? Chú thấy có chỗ nào sai chưa? Trời hay, nhịp dễ sợ, luyến lấy nó ngọt. Còn riêng Chiến thì hôm nay cái phần diễn xuất của Chiến hả? Trời ơi, lướt luôn cả Nghi Đình luôn. Trời ơi, nó tâm trạng ghê luôn á. Trời có mấy chỗ mà không hát mà... Đây, lúc đi qua đây nè. Không, cái lúc mà hát á, mà diễn thì không nói, nhưng mà lúc... Thì đó, lúc không hát nè, dẫn tay nhau qua đây nè. Không, cái lúc mà hát á... Không lý, hãy để cho người ấy nói được không? Trời ơi, tôi già rồi chứ mà nó chậm rãi tôi nói nhanh tôi không có được. Thì lúc mà hát diễn là không nói rồi, nhưng mà lúc không hát mới diễn cơ. Lúc mà Nghi Đình hát ý, lúc mà Nghi Đình hát như thế này nè. Lúc Nghi Đình hát ví dụ: ngoài kia gió lớn con thuyền về nước tôi về đâu, là bên này Chiến. Trời ơi, chắc luôn, tâm trạng nó rối bời đó. Một hôm bão tố mưa dầm đỏ xưa. Hay dữ sợ luôn á. Trời ơi. Nguyên một cái phần nhận xét mà chú Quang Linh dành cho hai đứa con á, chú nói chuyện trong tình trạng vậy nè. Một hồi có óc mình không biết là chú nhắm mắt hay là chú mở mắt nữa. Chú phải tìm cảm xúc, phải không? Nhắm mắt chú nhớ lại là cái khung hình lúc đấy như thế nào đấy. Chà, những cảm xúc cũng rất là sâu sắc, sâu lắng mà chú Quang Linh đã chia sẻ. Tụi con nghe chú nói hiểu hết không? Dạ hiểu. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình nghe lời chia sẻ từ cô Thu Hiền nhé. Dạ. Sau một cái cặp đôi mà hồi nãy tôi rất là thích, thì đến một cặp đôi hai bạn này nữa thì là cũng là gây cho tôi một cái ấn tượng. Hai em cũng diễn rất xuất sắc. Mặc dù Nghi Đình thì có phần hát nó chắc hơn, nhưng ông em thì rất là tâm trạng, thì cho nên là tôi thấy cái sự cân bằng này nó cũng được. Và những cái câu đầu vào thì là với bé Nam ấy thì giọng nó hơi bị không nghe rõ được lời. Thế nhưng mà tôi nghĩ là chẳng sao cả, bởi vì một cái tiết mục mà cái hấp dẫn của nó không phải là chỉ có vài chữ đấy, không phải chúng tôi ngồi để soi mấy cái chữ đấy, mà tôi thấy là hai em đã kết hợp và thành công trong cái bài hát này mang cái màu sắc Nam Bộ. Chúc mừng hai em. Cảm ơn bà. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Cô Cẩm Ly có muốn chia sẻ gì nữa không? Khoan, bác Linh đã gói trọn hết các chưa hết nữa hả chú? Đúng, bác Linh thay mặt mà. Bác Linh thay mặt. Mời bác nếu bác cảm thấy còn nữa. Thực ra là mình tự nhiên Bác chưa có cạn lời cô ạ. Bác còn tại vì là tự nhiên chú chợt nghĩ ra là phải loại ra hai cháu. Và cái điều rất là đau đớn. Chú nói thật là trước khi mà chấm cái chương trình này là chú chấm một chương trình người lớn, mà chú thấy cũng mệt mỏi quá. Thế là chú nghĩ là thôi, không làm người lớn nữa, chuyển qua làm trẻ con cho nó nhẹ nhàng. Ừ.
Và cuối cùng là? Và cuối cùng làm trẻ con xong thì hôm nào chú cũng phải uống thuốc nhức đầu. Chú nói như vậy để thấy lỡ ra mà ví dụ như là một hôm nào đó mà mình dừng cuộc chơi thì cứ nghĩ là cháu đang thắng tất cả những cái bạn từ trước tới là nhiều rồi nhá. Chứ ở đây mà mấy cô chú đây mà hôm nào đấy cứ đến sau khi xong mà để ngồi tổng kết nhau mà loại các cháu, trời ơi, cãi lộn y xèo mà đau đầu, tối về ngủ cũng được, buồn ghê lắm. Tại thế cháu nào cũng hát hay, cũng đáng yêu lắm. Chú nói hết lời rồi, cảm ơn cháu nhé. Những lời chia sẻ vừa rồi của chú Quang Linh chắc cũng là tâm trạng của ban giám khảo. Mà nghe những lời vừa rồi á, thì cô mong là tụi con hiểu là ban giám khảo thương mình như thế nào ha. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn vào trong, à không, hai anh em vào trong được rồi ha. Xíu mình vòng lại nha. Dạ. Rồi, cảm ơn tụi con.